Lý thuyết thứ hai là ta gọi là thần, tức là trong một triều đình thì ngoài vị vua là quân đấy, thì dưới vị vua thì phải có các quan. Thì ở vị thuốc này, bài thuốc này có hai vị là quan, một con văn một con võ đấy. Đấy, ta có thể nói đấy, vui như vậy, tức là thần giúp cho vị vua thực hiện những quyết định đối với đất nước. Đấy, thì vị thuốc thần này, vị thuốc thứ nhất, vị quan đầu thứ nhất là thần này, là gọi là vị thuốc phục linh. Thì phục linh là một loại nấm mọc trên rễ của cây thông ở các vùng cao, rễ cây thông ở các vùng cao. Phục linh tăng cường miễn dịch, tác dụng an thần, chống loét bao tử, hạ đường huyết và bảo vệ gan. Phục linh vị ngọt, nhạt, tính bình vào các kinh tâm, phế, thận, tỳ, vị. Đấy, bạch phục linh ngoài tác dụng trừ thủy thấp còn bổ tỳ vị, chữa bụng đầy trướng, tiêu chảy, tỳ hư, kém ăn, và dùng làm thuốc bổ toàn thân suy nhược, hoa mắt, chóng mặt với nam giới di mộng tinh. Ngoài ra là tác dụng an thần và ngăn chặn sự phát triển của ung thư, nhất là những người đã bị ung thư rồi thì nó tác dụng là ung thư di căn. Đấy, thì cái vị phục linh này là một vị tướng võ rất giỏi.